ta sẽ cùng bắt tay vào trải nghiệm ngay chiếc Huawei Mate 20 10RS Coach Design ngay. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp nhé nha. Đầu tiên là một chiếc hộp khá là lớn, kích thước thì lớn hơn rất là nhiều so với những cái hộp tiêu chuẩn hiện tại. Và trên phần hộp thì chúng ta sẽ có một số thông tin về màu phiên bản. Màu này là phiên bản màu đen. Chúng ta sẽ còn một phiên bản màu đỏ nữa, nhưng mà hiện tại thì cái phiên bản về Việt Nam thì nó chỉ có màu đen thôi. Và đây là phiên bản chính hãng nha các bạn nha. Mình đang có mặt tại trung tâm trải nghiệm của Huawei tại SC Vivo City ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ có một số thông tin khác, đó là RAM phiên bản này là 8GB RAM cùng với cả 256GB bộ nhớ trong. Một phiên bản cấu hình cao nhất của chiếc Huawei Mate 20 hiện nay. Nào, chúng ta cùng mở hộp nào. Bạn thấy không, ngay một chiếc Huawei Mate 20 RS Porsche Design đây. Logo rất quen thuộc của Porsche. Và bạn, bất cứ bạn nào mà yêu thích cái thương hiệu Porsche Design hay là cái những cái siêu xe Porsche thì cũng đã nhận ra ngay cái logo này, rất là ấn tượng đúng không nào. Và chúng ta sẽ có một cái giống như là một cái thẻ viên, thẻ VIP vậy. Chúng ta sẽ xem một chút. Wow, phiên bản này mặt lưng nó sẽ bằng da, hai bên vạch này bằng da và giữa là kính. Và cái cụm ba camera cũng như là đèn flash LED thì nó đã được làm ẩn đi đôi chút. Và mình có một chiếc Huawei Mate 20 ở đây, Pro ở đây, để anh em có thể so sánh về cái thiết kế của nó. Wow, đặt bên cạnh thì Huawei Mate 20 Pro cũng chả kém cạnh gì mấy đâu. Bóng bẩy nhìn cũng chất phết. Trong khi đó chiếc Huawei Mate 20 RS Post Design thì trông nó sẽ điềm đạm hơn, là nhờ cái mặt lưng bằng da nó sẽ vừa phải, nó sẽ cổ điển, nó sẽ quý phái hơn. Anh em nào mà không thích cái vẻ quá là bóng bẩy của chiếc Huawei Mate 20 Pro thì lựa chọn Huawei Mate 20 RS Post Design này, nó cũng rất là sang trọng. Ngoài cái mặt lưng này thì chúng ta sẽ có gì nữa? Mặt trước thế nào? Mặt trước thì có vẻ là hai cái phiên bản này nó khá là tương đồng nhau, không có sự khác biệt nào quá lớn giữa hai phiên bản này cả. Cái phần icon, những cái biểu tượng ở trên hệ thống này thì Huawei họ đã tinh chỉnh lại một chút để cho nó phù hợp hơn với phong cách của chiếc Huawei Mate 20 RS Porsche Design. Các bạn thấy là các biểu tượng thì nó sẽ được chuyển sang dạng màu tím, màu đen, mà mình nghĩ là nó sẽ có những cái biểu tượng khác, những cái chủ đề khác để chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta có thể thay đổi được. Đó, chúng ta có thể thay đổi được các phong cách khác. Nếu bạn nào thích cái màu sắc khác thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cái giao diện hệ thống này. Như vậy là mặt trước thì chúng ta sẽ không có điểm nào quá khác biệt cả. Những tính năng thì nó sẽ tương đồng giữa Huawei Mate 20 Pro và Huawei Mate 20 RS Porsche Design thôi. Chúng ta vẫn có cảm biến vân tay ở trong màn hình. Chúng ta vẫn có cái cảm biến Face ID 3D, quét gương mặt 3D ở phía trên. Ta vẫn có con chip Kirin 980, nhưng mà cấu hình thì sẽ cao hơn một chút với 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, so với chỉ 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong của Huawei Mate 20 Pro. Chúng ta vẫn có cụm camera, 3 camera với một camera độ phân giải lên đến 40 chấm, cộng với cả một camera khác độ phân giải 12 chấm và một camera tele độ phân giải là 8 chấm. Và ba camera này sẽ có ba tiêu cự khác nhau, một cái sẽ là tele, một cái sẽ là góc rộng bình thường và một cái sẽ là góc siêu rộng. Vậy thì chiếc Huawei Mate 20 RS Porsche Design này tại sao nó lại đắt như vậy? Bất cứ một cái sản phẩm nào mà có cái logo Porsche này thôi thì nó cũng đã đắt rồi. Ngay cả một chiếc máy giặt có logo Porsche Design thì nó cũng đắt hơn gấp rưỡi, gấp ba lần một chiếc máy giặt thông thường rồi, nên các bạn đừng hỏi vì sao nó lại đắt thế. Chỉ riêng cái logo này thôi nó cũng đủ để làm cho cái sản phẩm này nó đắt hơn rồi. Và thêm vào đó thì cái chất liệu da ở phía mặt sau này thì khi mà sờ vào thì nó cũng khá là thích tay và cao cấp. Và theo Huawei họ cho biết thì họ đã sử dụng da thật ở cái phần da này. Thế nên là khi mà chúng ta cầm vào thì nó trải nghiệm mà khá là thích tay. Ok, như vậy là chúng ta đã trải nghiệm rất là nhanh chiếc Huawei Mate 20 Porsche Design về mặt thiết kế của nó. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối tương tự và loa ngoài tích hợp thẳng luôn vào cổng USB Type-C. Và các cách bố trí các nút bấm thì vẫn tương đương, nhưng mà chúng ta sẽ không có nút bấm màu đỏ nữa, và nút bấm nó sẽ chuyển sang màu đen như thế này. Phía trên chúng ta vẫn có cổng hồng ngoại. Như vậy đó là nhân vật chính Huawei Mate 20 RS Porsche Design. Còn phía bên trong phụ kiện thì sao? Chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp bên trong phụ kiện của Huawei Mate 20 Porsche Design, vì đây là một phiên bản cao cấp, mức giá lên đến 44 triệu đồng. Thế nên là phụ kiện đi kèm của nó cũng sẽ không đơn giản một chút nào cả. Chúng ta sẽ có đến hai củ sạc, một củ sạc TS theo cái quần chuẩn như cả chuẩn kiểu châu Á vậy, và một chuẩn thì sẽ là chuẩn kiểu của Mỹ. Chúng ta sẽ có ba cái chấu này. Tất nhiên là hai củ sạc này thì nó đều hỗ trợ cái công nghệ sạc nhanh
mới nhất hiện nay của Huawei, đó là Huawei Supercharge với công suất lên đến 40W. Chúng ta sẽ có công suất đầu ra là 10V 4A, cũng khá là cao, tuy nhiên thì chưa phải là cao nhất hiện nay. Cái khả năng sạc nhanh của Huawei thì cũng tương đối ấn tượng. Chúng ta sẽ chỉ mất khoảng tầm hơn 1 tiếng một chút, khoảng 70 phút là sạc đầy rồi. Và khoảng 30 phút là chúng ta đã sạc được khoảng tầm 70% pin rồi. Và đi kèm hai củ sạc thì chúng ta sẽ có cả hai cái cáp sạc luôn. Tất nhiên 40 triệu mà tội gì đúng không? Một cáp sạc thì cũng chưa hết được 40 triệu, thế nên là Huawei họ cho chúng ta thêm một cái cáp sạc nữa để đủ cho 44 triệu. Chúng ta sẽ hai cái cáp sạc USB Type-C, chúng ta sẽ có tai nghe. Tai nghe vẫn là tai nghe có dây và tai nghe sử dụng chuẩn USB Type-C luôn. Và cái thiết kế của tai nghe này thì chắc là hẳn bạn nào trông thì nó cũng khá là quen thuộc đúng không? Ok, chúng ta sẽ có thêm một cái ốp bảo vệ, ốp bằng da luôn. Nhưng mà cái da này cảm giác nó không chất bằng cái da ở trên chiếc Post Design đâu. Và phía mặt trước thì ốp này nó sẽ dạng theo cái kiểu flip cover vậy. Và chúng ta khi mà chúng ta lắp vào thì cái phần màn hình nó sẽ hiển thị một chút tức thông tin ở đây. Đó, nó sẽ hiển thị một chút thông tin ở đây. Và khi bạn mở máy lên, đó, bạn sẽ nhìn thấy là cái hiển thị thông tin. Tất nhiên là về mặc định thì Huawei họ cũng có một cái tính năng là hiển thị cái màn hình dạng Always On Display ở trên chiếc máy này. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái ốp này thì vừa bảo vệ máy mà vừa có thể nhìn cái những thông tin hiển thị ở đây thì cũng khá là hay. Thiết kế của chiếc ốp này thì cũng khá là cao cấp, cầm vào rất là vừa tay vừa vặn, làm cái cụm camera này nó nổi bật hơn. Ngoài những cái phụ kiện như thế, chúng ta sẽ còn một cái hộp ở đây. Mình chưa biết là trong cái hộp này có gì nữa, chúng ta sẽ khám phá nha. À, hộp này bên trong sẽ là bí kíp võ công. Còn gì nữa nào? Chúng ta sẽ có một cái cáp chuyển đổi giữa USB Type-C và cổng 3.5. Như vậy là chúng ta đã khám phá xong toàn bộ những cái phụ kiện đi kèm đấy, Huawei Mate 20 RS Post Design. Và chúng ta sẽ quay lại một chút với nhân vật chính này. Như vậy là về cơ bản thì Huawei Mate 20 RS Post Design và Huawei Mate 20 Pro nó sẽ chỉ khác biệt với nhau ở thiết kế và một chút cái cấu hình RAM và bộ nhớ trong thôi. Còn những cái thông số khác về camera, về màn hình, phần mềm thì nó sẽ hoàn toàn tương tự. Chúng ta sẽ không có điểm gì quá khác biệt cả. Và với mức giá là 44 triệu đồng thì Huawei có vẻ như là họ đang muốn cạnh tranh với cả iPhone, cũng như là cạnh tranh với cả Oppo phiên bản Lamborghini. Và như vậy là mình vừa trên tay và mở hộp nhanh chiếc Huawei Mate 20 RS Post Design. Các bạn nghĩ sao về chiếc Huawei Mate 20 RS Post Design này? Liệu nó có xứng đáng với cả cái mức giá 44 triệu đồng mà nó sở hữu hay không? Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn ở phần comment phía bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là like cũng như share cái video này để nhiều bạn cũng có thể trải nghiệm nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye.